chiêu mọi loại khối u như là u xơ cổ tử cung, u nang buồng trứng, u gan, u thận, u dạ dày hoặc là u bướu tuyến giáp. Rất là nhiều người đi khám về thì phát hiện ra trong cơ thể mình có các khối u thì rất là băn khoăn và lo lắng, không biết là bây giờ sẽ sử dụng cái phương pháp nào. Đó, thì nếu như mà chúng ta cắt bỏ đi thì ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe và cái nguy cơ nó sẽ mọc trở lại. Còn nếu như chúng ta không can thiệp để các khối u đó thì nó sẽ to lên, nó có khả năng thành u ác tính. Thì cô chú chỉ cần sử dụng cho em cái loại cao thảo dược được nấu hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên này. Cao tiêu u nó là tổng hợp rất là nhiều những loại thảo dược, dược liệu quý như là tinh nữ hoàng cung, xạ đen, ké hoa đào, ké đầu ngựa, đương quy, hoàng liên, cam thảo, hạ khô thảo, và thành phần chính đó là rễ sáo tam phân. Thì cái rễ sáo tam phân nó hỗ trợ điều trị được các vị trí ung thư trên cơ thể như là ung thư gan, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư đại tràng và ung thư ngực. Đã có rất là nhiều người sử dụng cái cao tiêu u bên em thì cái tình trạng u đã teo nhỏ và không cần can thiệp phẫu thuật nữa. Nó sẽ tác động trực tiếp vào chân u, giúp đánh tan, làm mềm và tiêu dần các khối u đó, và nó còn ức chế ngăn chặn sự hình thành của các khối u, có thể tiêu diệt được các tế bào u ác tính. Ngoài ra nó còn giúp phục hồi chức năng gan và các bệnh liên quan về gan như là xơ gan, viêm gan. Khi chúng ta sử dụng thì nó rất là an toàn, không ảnh hưởng đến gan thận cô bác anh chị nhé.